À, chào các bạn, đây là chiếc Exciter 2019 ha. Nhìn chung thì nó là rất giống với chiếc Exciter 2018. Chỉ khác mỗi một cái là ở cái chó đèn ha. Tổng thể chiếc xe thì nói chung là nó rất là hoàn hảo. Có cái tem chữ Movita và ở dưới có Exciter, đường nét cắt rất là sắc bén ha. Cái phần phía sau hai cái đèn này thì mình đã thay cái đuôi ngắn rồi, thay cái đuôi ngắn lên, cái đuôi này cái đuôi đèn ngắn lên chứ không còn như là cái đuôi đèn trước nữa. Ba ga này là mình đã thay rồi, ba ga titan nhìn rất là đẹp. Phần chung thì cái đồng hồ đây, ở đây mình không có chìa khóa rất là tiếc. Đây cũng bình thường, có pha nhan kèn, đây tắt mã động cơ ha. Nút đề cũng bình thường thôi. Đây, chỉ khác là phần cái đầu đèn nhìn rất là đẹp, nó xài đèn LED. Hai bên bóng này là bóng bóng giữa là bóng pha, giữa là có hai bên là nó pha. Phiên bản này nguyên con màu xanh, nói chung cặp mâm xanh luôn. Nếu mình chọn mâm kia thì mình thêm khoảng 2 triệu mấy nữa. Tầm giá là từ dưới 50 ha, là mình có một chiếc này rồi.